Bây giờ tại sao? Là tại vì khuôn mặt giống Trấn Thành, diễn xuất giống Thu Trang. Thì một lát nữa bạn cất giọng lên sẽ giống giọng của Hương Giang. Em thì thấy là bạn này giống Ngọc Trinh. Em cũng thấy thế, em vừa nói với anh Trường Giang xong, trông còn nét giống Ngọc Trinh rất xinh. Xinh đẹp. Dáng đẹp nữa. Dáng đẹp. Chúng ta có thể thấy là cô bé rất nhìn thoạt nhìn rất giống Diệu Nhi. Về ngoại hình, chứ còn khẩu hình thì cơ số 1 giống em thôi. Hai em gái. Anh Nghĩa. Khinh bà vô lẹ mà xích sổ tùm lum hết trơn. Rồi bà bỏ mặt ra kìa, không ai quen bà hết. Sao giống Nhã Phương quá vậy trời. Anh ơi, anh Thành ơi, cái câu này là câu anh nói lần thứ hai rồi đó. Không. Ở cái chương trình Người Bí Ẩn. Dính dính tròn kìa. 50 chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác. Có so sánh anh em xem muộn ngay, selfie mỏi tay. Chưa có tiếng hát. Bây giờ em cầm micro em tạo một cái dáng diva. Thái độ đi, thái độ đi. Mặt này là mặt xàm nè. Cái mặt này á là mặt thiếu nợ nè. Nếu mà nhìn kỹ thì mặt Thu Trang bạn kia hao hao luôn á. Ôi giống Trấn Thành, giống Trấn Thành dã man luôn á. Bạn này có thể là diễn viên tại vì thái độ có cơ, cơ mặt nhịp nhàng có. Và thật ra tôi cảm giác bạn này lại hát được. Các bạn này là người rất thích âm nhạc, rất mê âm nhạc, rất mê diễn và khát khao diễn nhiều lắm. Nhưng hát rất tệ. Mặc dù đam mê và trong bạn này ngoài cái chuyện hát tệ ra còn những cái điều thú vị lắm. Em thì không biết là bạn này có phải diễn viên không, nhưng đúng là cái mà bạn ấy cái diễn xuất, cái cơ mặt thôi thì cảm giác là bạn ấy rất là linh hoạt. Nhưng mà cái nét diễn của bạn này thì em nhìn thấy rất là giống một người. Đó là chị Trang. Cái mắt trợn lên. Nãy nói giống Trấn Thành, bất rồi ngờ, bây giờ giống Thu Trang. Khuôn mặt nữa. Giống Trấn Thành nhưng nét diễn là giống chị Trang. Mà chị Trang là một trong số những diễn viên ít ỏi mà hát chán. Ê, mình có chung đội giống vậy Hương Giang. Bây giờ tại sao? Là tại vì khuôn mặt giống Trấn Thành, diễn xuất giống Thu Trang. Thì một lát nữa bạn cất giọng lên sẽ giống giọng của Hương Giang. Nó sẽ chua như là me Thái. Thì có thể là cái đoạn đó là mới làm cho mọi người bất ngờ. Ok, đúng không? Chúng ta. Các bạn nhìn đi, cô gái số 1 đẹp không? Mái tóc bồng bềnh, dáng đẹp đẽ, quyến rũ. Chị thấp cái mic xuống một tí được không? Cái gì Phúc? Chị cho em thấp cái mic xuống một tí, nó bị ống. Không có được. Người ta bây giờ là đứng như tượng luôn. Người ta không có nhúc chứ, không có cử động. Mà em này có cái váy giống Bích Phương. Đúng rồi. Đứng lên nào em Phương, đứng lên nào. Chung một tình xếp ấy. Đây thì lại đứng một cái tà rất là sâu. Thôi cũng hơi giống nhẹ thôi, em lại ngồi xuống, ngại quá. Mang một đôi guốc rất là cao, cực kỳ quyến rũ. Và cô ta làm người một nhân viên bán sách. Em thì thấy là bạn này giống Ngọc Trinh. Em cũng thấy thế, em vừa nói với anh Trường Giang xong, trông còn nét giống Ngọc Trinh rất xinh. Rất là xinh. Và mặt rất là ngây ngô, con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát cả khu rừng. Đấy, thì là đã hát như thế là nhìn mặt xinh như thế là biết hát dở rồi. Sao người ta xinh như vậy mà cho là hát dở? Không, hát dở, em cảm giác là Bích hát Phương, dở. Em có cảm giác vậy không? Em cũng hơi có sự phán đoán là hát dở ạ. Tại sao? Tại vì vừa nãy phát ra có duy nhất một chữ thôi mà chữ đấy lại em lại thấy hơi có sự chua nhẹ. Chua nhẹ thôi. Chua nặng á chứ nhẹ đâu Phương. Nặng, chua nặng lắm. Cũng cần ký chanh nó trọng. Hơi chua chua một chút nhẹ thì em đoán là mặt xinh nhưng mà hát chưa hay. Thì các bạn ấy là nhân viên tiệm làm tóc. Mời các bạn xem. Nào giờ người ta làm tóc cho bạn, chứ bạn không có làm tóc cho người ta, cho nên là không quen là đúng rồi. Cái bạn này nhìn sau cái ánh đèn ở đằng xa, tôi không biết góc nhìn các bạn sao, tôi thấy cô giống cô Nhã Phương quá. Không, giống ai biết không? Giống diễn viên Kim Huyền. Nhưng mà cái cô này cái dáng đứng cô không có tự tin. Hồi nãy cái trong clip cô không tự tin, tôi cũng không tin là cô hát hay luôn. Không, như là cái nốt cuối phát ra thấy nó có vẻ cũng không hay lắm. Cái nốt đó là ở cái giọng giống như đang hát giọng giả thanh á. Đúng rồi, lúc mà cô hát á, khẩu hình thì trông cô không có tâm lắm. Hát không có tâm. Đúng rồi, lúc hát á, có vẻ hời hợt quá, cho nên Trang không nghĩ là cô này biết hát đâu. Em thì cũng nghĩ như Đoan Trang là cô này, mặt cô trên cái hình ấy, cô bàn qua cho tất cả mọi thứ xung quanh, quay thôi, hát được phải không được thôi.
cái cảm giác chung của mọi người là cái cô này là hát không hay đúng không? Không hay. Rồi, để đó nha. Còn nói gì nữa? Một cô bé gương mặt thanh tú, xinh đẹp, dáng nha. Đẹp nữa. Dáng đẹp. Chúng ta có thể thấy là cô bé rất nhìn thoạt nhìn rất giống Diệu Nhi. Về ngoại hình chứ còn khẩu hình thì cơ số 1 giống em thôi. Nhưng mà cô này từ lúc mà hát nhẹ nhẹ trong cái livestream cho đến lúc cô ấy hát thật ở trong clip, dù cô ấy cũng nhẹ nhàng vui chơi thôi nhưng mình thấy khẩu hình đẹp, gương mặt đẹp, khả ái, có thiện cảm, cho là hát hay. Nhưng mà đừng quên rằng ban biên tập chuyên lừa khách mời, đưa những con người thiệt đẹp, thật là duyên dáng nhưng mà sau đó hát thiệt là dở. Mà mình thấy trên hình rất đẹp, rất xinh, đúng, rất dễ thương mà nếu hát dở là gia đình bất hạnh. Ủa, chẳng khác nào anh đang nói gia đình em hả anh Giang? Anh đang nói xéo qua gia đình em phải không? Không, ý là một cái bề ngoài như thế, một cái phong thái như thế mà hát dở thì chắc là buồn lắm ha. Kiếp trước có lỗi với Thượng Đế hay gì đó. Nếu mà theo cái thuyết mà đánh vần của Ghiên Tuấn Kiệt nó nói nãy, cô này live stream chắc hay đi hát ban đêm. Thì hát nhiều thì chắc sẽ hay, chắc hát ở đâu đó. Cô gái số 2. Ok đó, nhìn cái tướng là ok đó. Cháu Đông Nhi cầm một cái bó bông, bông sen. Chúng ta coi coi cô ấy làm nghề gì nha. Rồi. Chưa thấy nghề nha, chưa thấy nghề nha. Cơ thủ à, cơ thủ à, cơ thủ à. Còn đồng viên hả? Có đánh á, có đánh chắc có đánh. Ôi em xin lỗi. Đơn. Thiệt luôn á. Anh thấy có một cái sự cố tình gì đó ở đây. Đúng vậy. Gì quá. Tại vì em cũng là một cơ thủ chuyên nghiệp. Có không? Cách của bạn gái này mà cầm để mấy cái thế cơ á, rất rất là pro, rất là chuẩn. Nhưng mà khi mà bạn ấy đánh vào, em nghĩ phải đánh nhiều lần mới được trái banh vô lỗ. Bởi vì cái đường banh không chắc. Nên vì thế em nghĩ là bạn này diễn nhiều hơn, giấu giọng hát của mình. Đây là một thí sinh hát hay. Hay à? Hay á. Chà, sao anh nghe cái âm phát ra anh nghĩ là khu vực này là cần giải tỏa sớm rồi. Hay không lắm. Không nghe nó chợ chợ sao nó bẹt bẹt đúng không? Khi mà lên màn hình cái cách cái vòm miệng bị bẹt ra, bị cố tình. Cố tình. Anh là thấy cô này giống như đang cố tình hát dở đó. Đúng rồi. Exactly. Thái độ này. Đã thái độ nữa hả? Dáng dốc này, cái gương mặt giống Đông Nhi luôn, nhìn thiện cảm lắm. Với lại cái bờ môi thâm đen này. Anh thấy không? Khi mà lên hình nãy á, cái mặt sáng sủa lắm, mặt tỉnh táo lắm. Tự nhiên ca, cố tình ca cho bẹt, nghe cái âm thanh rõ ràng là bẹt. Bẹt. Mà cố tình, ngụy tạo. Tôi là tại sao? Làm theo ý của biên tập. Tụi bà biên qua mặt tôi à. Không, biên tập ơi, em non lắm. Chị Chanh, chị thấy sao về cô gái này? Cô gái này rất là lanh, lạnh. Đúng, lanh, lạnh. Hoặc, chị ơi, hoặc mà là... lành luôn, lành luôn. Lành luôn, nhưng chỉ là cao thủ bia thôi. Là sao chị? Không hay hả? Không hay. Vậy là ý kiến trái chiều với Trấn Thành. Còn Dự sao em? Dự sao Dự? Em thì em thấy biết tạo dáng, biết diễn xuất, biết cố tình. Em nghĩ là hay đó. Vậy là hai mình giống nhau. Dạ. Dạ. Vậy là mình ra khỏi đội rồi hả? Chưa. Chỉ mới một khu vực quận 2 thôi. Thái độ mới đi ra xíu thôi. Không làm rối gia đình mình được. Được. Chúng ta tiếp theo. Bạn số 3. Coi cũng cầm cái bông gì đây. Hoa tú cầu. Hoa tú cầu. Hoa tú cầu. Hoa tú bán bồn cầu. Thôi em, mình nói là bạn ấy bán trái cầu gì đi. Trái cầu. À là cái phải có hoa mà khổng tú cầu mà bự 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 ở trên. Đúng rồi. Đà Lạt á. Khổng tú cầu hả? Khổng tú. Vậy là giống khổng tú huynh. Alo. Quay tiếp mình nhìn. Thời gian của hãng. Anh đang cần phải phân tích về cái loài hoa mà nó cầm trên tay. Đó. Rồi đã vậy, có một cái mặt nạ che lại. Nhớ mùa trước không? Có những cái nhân vật mà trong chương trình che cái mặt lại để tạo cho chúng ta một cái gì đó nó bí ẩn. Đúng, loại giọng một hết. Và anh ta làm công việc là bán đồ chơi. Chơi. Ủa cái mặt nạ luôn kìa. Chưa sao, giấu mà, giấu hết á. Ha
Mọi người thấy giống ai? Hoài Lâm. Giống Hoài Lâm. Đúng rồi, yeah. Đúng rồi. Có khi nào Hoài Lâm ở đây thiệt không? Có mạnh vào mời gì không? Không phải. Biết đâu được. Cái miệng chúm chím giống giống thôi chứ không phải. Trời ơi, cái môi Hoài Lâm khi hát tôi để ý tôi biết. Nó hát nó lên cao là nó miết cái miệng nó ra. Còn bé này nó hát là phải mày không? Anh Sơn Kỳ. Phải mày không? Ê, hát kiểu kỳ cục quá. Thấy sao chị Chanh? À, đây á, là một cái đối tượng làm màu. Làm màu. Đúng. Làm màu. Tôi đồng ý. Tôi làm thấy ghê lắm. Ghi vô tôi là người hát hay. Cái kiểu giống như là mình nói là ghi vậy để mình ghét. Mình nói là hát không hay. Ừ. Nhưng Nhưng thật ra nó là không may thiệt. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự ra bà biên tập này rất là ghê. Bà để thẳng luôn là tôi hát hay, thái độ tôi vậy. Mà thật sự người này hát hay, tin không? Đây là một trường hợp có thể là biên tập cho lòi hết ra luôn. Ta thách thức mình á. Thách thức mình để đánh lạc hướng mình. Khá khen cho biên tập dám qua. Mà tại sao mà dám đeo cái mặt nạ? Nhiều khi là hiện tượng trên mạng nữa, đúng không? Đúng rồi. Em thì không phân tích sâu, em thấy cái khuôn miệng và cái răng của anh rất đẹp. Em nghĩ anh hát hay. Vậy thôi đó hả? Quý thế sao? Em để ý gương mặt bạn này nhiều hơn bởi vì mày có những cái đốm đỏ mụn 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 trưng cút mụn xuất phát từ việc chúng ta trang điểm nhiều, mang tẩy trang không hề kỹ. Em nghĩ anh này là có đi diễn hàng đêm nhưng vì vội quá tẩy một lớp nền sơ không em tẩy sâu. Nói chuyện đàn ông chút thôi. Tại vì bạn này đi hát về đêm anh. Ờ đúng rồi. Mệt quá. Gồng chi mệt vậy? Gồng chi mệt. Gồng thấy giả liền. Không có tẩy trang sâu á. Trời anh ơi, em bị hết hồn anh. Tưởng cái ông áo đen là ông này phải không? Tưởng cái ông mà lúc đầu có đầu là cái ông là thí sinh đó. Anh cũng vậy, anh nói ủa sao bên ngoài trong hình nó khác nhau. Trời dữ ơi, vậy? Em cũng hết hồn anh nói ủa sao kỳ sao mặt quạo dữ vậy? Cậu rất điềm tĩnh, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà trên hình khi hát là lại lựa chọn ngay cái chữ đó rất là tệ về cái giọng của cậu ấy, cái voice. Thế nên cậu này chắc chắn là người hát hay. Đúng. Nhưng mà biên tập cố tình ém tài. Đúng vậy. Trưng ra cái dở nhất. Cái thần thái của bạn ấy, sự tự tin của bạn ấy, đó là tất cả. Đừng hòng quá bắt chúng tôi. Biên tập, em còn non lắm. Đôi mi thấy vậy không em? Em lo nhìn cái gương mặt bạn mà em thấy đẹp trai quá là quên. Thấy giống mày rất không? Đúng rồi. Cái hình ra là quên đi cái giọng hát bạn luôn. Em cũng thấy đẹp trai quá và em nghĩ là đẹp trai thì sẽ hát hay thôi. Trời ơi, thì nó bớt là. Anh nhìn mà anh đứng cái tay đó là cái gì anh? Cái tay đi nè, Dr. Stream mà để lâu quá nó mỏi. Hồi nãy là trên này mấy anh chị nhờ anh Long mới nói lâu quá nó mỏi. Nó còn dứt tới đây thì hiểu chưa? Xuống xuống từ từ. Hạ giá rồi, đang sell off. Mà cái hướng là hướng về anh Nghĩa nữa kìa. Hướng về anh kìa. Lẹ lên anh ơi, lẹ lên anh ơi đó. Hướng cầu cứu đó. Đừng nói nữa Nghĩa ơi. Dạ, tất cả mọi người đều nói đó là cái bạn này ca hay đúng không? Dạ. Tôi phản bác lại. Cái bạn này ban biên tập nói là thả diều giùm. Ở không mới đi thả diều giùm. Mà không có làm gì. Thời giờ đâu đi karaoke. Ủa anh kỳ vậy, không có làm gì đương nhiên mới có thời giờ đi karaoke chứ. Trời em ơi. Lại phân tích rồi. Các bạn lại nghĩ sai rồi. Không làm gì thì làm gì đi karaoke được. Không có tiền anh. Không có tiền. Nếu tôi nói mà không đúng nữa đó. Dạ. Thì thôi. Tôi sẽ không bao giờ tham gia vào mãi vào mai nữa. Khẳng định luôn. Dạ giữ vô Phạm Hương quá nữa. Đâu. Ê. Trời ơi, sao cái giọng đàn ông vậy? Sao giọng đàn ông vậy? Sao tôi nghi ngờ là thằng Duy Khương quá trời ơi. Bây giờ mình nên bàn trước là cái kỹ thuật nướng bánh tráng nè. Người ta đẹp, người ta có quyền nướng khác. Làm cái ghê lắm, nhỏ khéo cái ghê á. Để đè lại cho thẳng á. Đè lấy qua tròn. Cảnh mới nó quẹo. Em thấy bánh tráng nó hơi kỳ kỳ á. Nghĩa là cái bánh tráng nó không có ăn được đâu. Dạ. Cho nên đó có lẽ là không phải là nghề thật của cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Em thấy làm sao? Ngốc. Hát hay hay dở? Em nghĩ là hát hay. Em cảm giác cái giọng nói này cái kiểu như phải như em xin lỗi chút nó hơi nam nam nữ nữ á. Thì đó, anh nói rằng cái giọng nghe như đàn ông vậy đó. Dạ. Anh Tô Bát chị Hồng Ngọc đúng không? Mà thường anh tôi như vậy giọng là sẽ rất ok. Một là rất, hai là trầm hẳn luôn. Ừ. Giờ nghe chiếc ghế nhiệm màu nói nè. Dạ em mời cô. Em á thì em nghĩ là bạn này hát không hay. Hồi nãy á mọi người có để ý không? Bạn ấy nướng bánh tráng nhưng mà thật sự là không có tập trung vô cái bánh tráng. Ừ. Lo để đầu óc đi đâu đó cho nên mới để bánh tráng khét. Mà khi mà mình không có tập trung á thì mình hát sẽ không bao giờ hay được. Chị Ngọc. Chị Ngọc lên sân khấu hát lúc nào cũng phải tập trung đúng không? Đúng rồi, mà sometimes chị cũng không tập trung lắm.
Tại vì em... Cái ghế nó bắt đầu phát huy tác dụng rồi đó em. Em thấy logic mà. Mọi người không ai thấy logic giống em hả? Không, chị thấy logic nó bị ngược á Sam. Ví dụ như nếu mà bạn không có tập trung, bạn nướng bánh tráng thì chứng tỏ là bạn sẽ tập trung, bạn làm một cái gì đó khác. Ví dụ bạn sẽ tập trung, bạn hát hay hơn. Em thấy cái người bình thường nói chuyện không? Em thấy ai chuyển mình chưa? Cho em qua người sau em sẽ nói chuyện. Qua người sau. Hai em gái. Anh gì á? Kinh bà vô lẹ bà xích sổ tùm lum hết trơn. Rồi bà bỏ mặt ra kìa. Không ai quen bà hết. Sao giống Nhã Phương quá vậy trời. Anh ơi, anh Thành ơi, cái câu này là câu anh nói lần thứ hai rồi đó. Thấy không? Ở cái chương trình Người Bí Ẩn. Dính dính son kìa. Ủa thiệt luôn hả? Nhìn nửa mặt bên này giống. Trời ơi trời. Oh no. Tôi chưa thấy một ca sĩ nào lên hát mà liền cái mi hai lần. Không hỏi luôn á. Bà đó, bà kỳ quá. Bà ca mà bè ra tới đây cái mi bà nằm dưới biển. Cái quan trọng là cái thằng âm thanh đó đổ má mũi chẳng rồi. Hư video. Video người ta bao nhiêu tiền mà bà liền hai ba lần. Bà đặt mang dài, mang guốc sơn móng tay cho tôi ngồi. Tôi phân tách nửa ngày trời ra ca. Tôi nhục lắm bà biết không.